Yo, hello anh em, chào mừng em quay trở lại cùng với Top Mobile Games. Và với cái hệ thống hoàn toàn mới với việc nâng cầu thủ trong cái mùa năm nay, nâng chỉ số, thì có lẽ là rất nhiều anh em đang gặp những cái vấn đề riêng. Và ngày hôm nay thì mình cũng sẽ chia sẻ một vài những cái cách mà mình nghĩ là anh em có thể tham khảo. Đây chỉ là tham khảo thôi, bởi vì là trong cái mùa năm nay, cái việc mà nâng cấp cầu thủ, nâng cấp chỉ số nó là một cái gì đấy, nó thiên về cá nhân của anh em. Anh em thích nâng như nào thì anh em nâng, miễn là nó đá được ok là được rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn vào một chút nhá. Vậy thì cái điều cơ bản nó chính là ngoài cái việc nâng playstyle, cái đầu tiên mình đã chia sẻ với anh em lần trước, thì chúng ta nâng chỉ số như thế nào, nó phù hợp với những cách chơi nào. Thì mình sẽ lấy một cái ví dụ, đó chính là phiên bản Kylian Mbappe Standard để cho anh em dễ hình dung. Thì với Mbappe, đây là một cầu thủ mà có cái bộ chỉ số là rất cao, rất dễ để chúng ta có thể chơi, rất dễ để chúng ta có thể là lắp ngay vào các cái chiến thuật như Quick Counter, như là Possession Game. Và mình có ba cái gợi ý, đó chính là tiền đạo theo kiểu cân bằng, dễ dắt và dứt điểm. Nó sẽ như thế nào thì anh em có một cái nhìn cụ thể hơn rất là nhiều. Thứ nhất, chúng ta nói về cái balance đi, cái cân bằng đi. Thì đây là cái cách mà chúng ta có thể nâng cái bộ chỉ số balance của Mbappe với shooting cộng 8 này, dribbling cộng 4 này, dexterity cộng 10 và low body cộng 6. Thì với cái cách nâng như thế này, mình dồn nhiều điểm hơn vào cái việc là bứt tốc và tốc độ, cũng như là cái stamina của Mbappe để chúng ta có một cái lối chơi cân bằng, giúp cho anh em có thể chơi được đến phút thứ 80. Nếu như anh em không muốn thay người thì anh em đá đến phút thứ 90 vẫn ok cùng với cái phiên bản Mbappe Balance này. Khi đó thì cái lối chơi của chúng ta thì có thể là Possession Game hoặc là Quick Counter, vì đây là hai cái chỉ số cơ bản, hai cái chỉ số ban đầu của chiến thuật. Với Mbappe khá là cao, trên 70, dễ dàng để chúng ta có thể là lắp ngay vào các cái chiến thuật đã có sẵn team playstyle 100 nhá. Anh em lưu ý là đã có sẵn team playstyle 100 rồi. Khi đó anh em không cần phải up cái bộ chỉ số playstyle cho Mbappe nữa, mà chúng ta có thể dồn điểm dành cho các stat riêng của Mbappe. Tiếp theo, chúng ta sẽ có một Mbappe với cái thiên hướng là dê bóng nhiều hơn, phù hợp với anh em nào thích mà đá cánh này. Chúng ta có tốc độ rất cao, chúng ta có balance rất là cao, chúng ta có khả năng dê bóng rất là cao của Mbappe. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ không thiên về cái việc dứt điểm nhiều lắm, nên là anh em có thể chơi theo kiểu là sọc thẳng vào trung lộ. Bởi vì cái khả năng dứt điểm là 82 mình nghĩ cũng khá là vừa đủ đối với một tiền đạo cánh. Thành ra đây cũng sẽ là một cái lối chơi mà anh em có thể tận dụng khi mà anh em muốn thay đổi lối chơi. Ví dụ anh em đang chơi possession game, anh em muốn chuyển quick counter đá cánh chẳng hạn, thì đây cũng sẽ là một cái phương án mà hoàn toàn khả dĩ. Đương nhiên là đây là trong trường hợp mà anh em đang có những cái sự lựa chọn khác ở ngay từ hiệp 1, và đây sẽ là một phương án thay thế chẳng hạn, thì nó sẽ là rất là đa dạng với cái lối chơi. Đây sẽ là một cái phương án dê bóng có thể vẫn hiệu quả khi đá CF ngay từ đầu, anh em có thể tham khảo nhé. Thì mình cộng đó chính là low body cộng 8 này, dribbling cộng 8 và dexterity cộng 10. Chúng ta sẽ boost lên tất cả là tốc độ và low body cho Mbappe. Và cách tăng chỉ số thứ 3 đó chính là dành cho một cái mẫu tiền đạo với khả năng dứt điểm được tăng lên rất là nhiều với finishing, với balance. Mình cũng đã tăng những cái điểm balance để anh em có thể là che người, siêu bóng ở ngay trong vòng cấm, có thể là những cái pha xoay người và dứt điểm. Mình vẫn boost cho cái acceleration, cái bứt tốc của Mbappe là 96, cũng giúp cho anh em có thể bứt tốc rất nhanh ở cự ly ngắn. Và đối với một tiền đạo thì cái việc bứt tốc cự ly ngắn là rất quan trọng, khi mà anh em nhận những cái đường chuyền chọc khe ngay từ vị trí trung lộ, hoặc là tạt cánh, hoặc là băng cắt, những cái pha băng cắt của Mbappe khi mà nhận đường chuyền từ cánh vào cũng sẽ là rất hiệu quả nếu chúng ta có cái finishing tốt này. Tiếp theo là cái offensive awareness cao này, và một chút gì đó dribbling để anh em có thể xoay sở trong vòng cấm. Đây cũng sẽ là một trong những cái dạng mà tiền đạo dứt điểm khá là cháy, kết hợp với cái style goal butcher thì nó rất là bay rồi, nên là anh em cũng có thể tham khảo cái cách finishing type này của mình. Thì đây chỉ là ba trong số rất nhiều những cách khác nhau mà anh em có thể tận dụng. Có thể là anh em sử dụng cái cách đó chính là theo như Konami đã gợi ý ấy, thì nó vẫn có thể lên được cái bộ chỉ số mà nó cân bằng. Thế nhưng mà nhiều khi là anh em lại không thích, hoặc là anh em thích cái này nó hơn một chút, thích cái kia nó hơn một chút, thì anh em hoàn toàn cũng có thể là tự do sáng tạo theo cái lối chơi của mình. Chắc chắn là lối chơi nó cũng cực kỳ là quan trọng, như là possession game hay là quick counter hay là long ball counter, thì anh em cứ tìm cho mình một cái lối chơi phù hợp. Đây cũng sẽ là một video tham khảo mà thôi anh em nhé. Ok, hy vọng anh em thích cái video này, và đừng quên đây là chế độ Dream Team, anh em hãy build theo
những cái gì mà anh em mong muốn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Peace.